Chào các bạn, bài này thì mình sẽ demo về cái lambda expression. Thì trong bài demo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách viết ra một cái lambda expression và sau đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái lambda expression với lại link. Thực ra là từ .NET 3.5 tức là C# 3.0 thì Microsoft đưa ra cả lambda lẫn link đi kèm với nhau. Thì giả sử như ở đây mình có một cái class có tên là student và trong này thì mình có hai cái thuộc tính là tuổi và tên, tên và tuổi, name và age như thế này. Thì đầu tiên là bây giờ mình muốn là kiểm tra xem là một cái student nó có phải là tuổi teen hay không. Thì như trong lý thuyết thì mình biết rồi, mình có thể viết ra một cái anonymous method để check cái việc đấy. Mình sẽ truyền vào là một cái student và mình sẽ kiểm tra xem là cái tuổi của nó có lớn hơn 12 và nhỏ hơn 20 hay không. Thì chúng ta sẽ trả ra là true hay false, đúng không ạ? Thì với cái lambda thì chúng ta có thể viết đơn giản là chúng ta sẽ viết là add, sau đấy là lambda, rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái tuổi của nó có lớn hơn 12 và nhỏ hơn 20 hay không, đúng không ạ? Thì đơn giản nó như thế này. Tuy nhiên rằng là khi mà chúng ta viết một cái lambda như thế này thôi thì chúng ta sẽ cần phải biết cái add truyền vào nó là cái gì và cái giá trị trả ra của cái hàm này. Thì cái giá trị trả ra nó sẽ là kiểu true false, tức là kiểu bool, đúng không ạ? Còn cái giá trị truyền vào là cái kiểu student. Thì để làm cái việc đấy thì chúng ta có thể sử dụng một cái từ khóa, đây là function như thế này, function, và chúng ta sẽ truyền vào cái parameter, chúng ta sẽ truyền vào là kiểu student. Và chúng ta muốn lấy ra cái giá trị trả về của nó là kiểu bool, là một cái biến có tên là is a teenager, đúng không ạ? Nó sẽ bằng như thế này. Thì ok, như vậy là mình đã khai báo ra một cái method sử dụng lambda expression và mình gán lại cho nó vào một cái biến là is a teenager như thế này ạ, đúng không? Thì bây giờ mình có thể tạo ra một cái instance của class student và check xem anh ta có phải là teen hay không. Chẳng hạn như là Mike. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra bằng sử dụng cái hàm is teenager. Chúng ta chạy. Các bạn thấy nó ghi ra là true, tức là cái function của chúng ta đã kiểm tra Mike 18 tuổi và nó quyết định đây là một anh chàng teen, đúng không ạ? Đóng lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lambda với link. Chẳng hạn như là mình có một cái list của các cái student. Thì ở đây mình tạo ra một list gồm 4 sinh viên là Mai có tuổi là 18, Hương tuổi là 20, Lan tuổi là 16 và Vi tuổi là 21. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng link để query trong cái danh sách các cái student này, lấy ra những cái sinh viên mà có tuổi là teen, đúng không? Thì mình có thể làm như sau. Ta sẽ viết là student.where để kiểm tra. Sau đấy là với mỗi cái student ở bên trong này thì chúng ta sẽ viết là add lambda. Chúng ta sẽ kiểm tra là sử dụng is teenager và truyền add vào. Chúng ta sẽ chuyển cái này trở thành to list. Sẽ lấy ra một cái danh sách. Thì ở đây mình lấy ra được một cái danh sách của các cái sinh viên tuổi teen. Thì ở đây mình cũng đang sử dụng một cái lambda ở bên trong cái link, đúng không ạ? Thì ở đây thực ra là mình có thể viết giản tiện hơn nữa là mình có thể bỏ cái này đi. Như thế này ạ. Và mình sẽ for x lại cái danh sách của các cái sinh viên tuổi teen này. Giờ mình chạy nữa. Thì đây nó đã ghi ra là Mike tuổi 18 và Lan tuổi 16 chính là những teenager của chúng ta.